Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với cái video này. Thì trong cái thời gian vừa rồi thì có rất là nhiều bạn hỏi mình về một cái công cụ chỉ báo rất là quan trọng, đó là Golden Cross hay còn gọi là điểm vàng. Thì cái công cụ Golden Cross này thì mình cũng đã nhắc rất là nhiều lần trong các video trước rồi. Và nó là một cái công cụ mà dự báo được một cái đà tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ của thị trường. Và trong thời gian vừa rồi thì không chỉ Bitcoin mà còn 6 đồng altcoin khác cũng xuất hiện cái điểm Golden Cross. Vậy thì đây có phải là báo hiệu cho thấy là xu hướng thị trường sắp tới sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hay không? Thì mình muốn chia sẻ với các bạn kỹ hơn về cái chỉ số Golden Cross ở trong cái video này, để hy vọng là các bạn có thể có được những cái kế hoạch phù hợp trong cái thời gian tới. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi tìm xem cái khái niệm Golden Cross là gì với những cái bạn mà mới xem cái video của mình, có thể các bạn chưa nắm được. Thì trên thị trường chứng khoán và cả thị trường crypto hay là thị trường Forex thì cái công cụ Golden Cross là một cái tín hiệu tăng giá được hình thành khi mà đường trung bình động trong ngắn hạn, thường là đường MA50, cắt đường trung bình động trong dài hạn, thường là đường MA200 và đi lên. Vì các indicator dài hạn như đường MA200 thường có độ tin cậy cao hơn, cho nên là Golden Cross được tin tưởng là sẽ cho một cái xu hướng tăng có thể bắt đầu. Và ngược lại với Golden Cross, chúng ta có điểm Death Cross hay còn gọi là điểm chết, là hiện tượng xảy ra khi mà đường MA50 cắt đường MA200 và đi xuống. Điểm Death Cross thường báo hiệu cho một xu hướng giảm sắp sửa được hình thành. Và các bạn có thể thấy là đối với đồ thị của Bitcoin thì chúng ta đã chứng kiến nhiều lần điểm Golden Cross này xuất hiện, và chúng ta có thể xem lại lịch sử xem là cái tác động của nó đối với chart đồ thị của Bitcoin là như thế nào. Cái đợt Golden Cross nổi tiếng nhất của Bitcoin là diễn ra vào cuối năm 2015. Đó là thời điểm 6 tháng trước khi Bitcoin halving, và khi đó thì giá của Bitcoin tăng một mạch từ mức $250 lên đỉnh điểm là $20,000. Và đợt tăng giá lịch sử này đã làm nên tên tuổi của Bitcoin cũng như là cái chỉ báo Golden Cross được nhiều người biết đến hơn. Lần gần đây nhất mà Golden Cross xuất hiện trên chart đồ thị của Bitcoin đó là vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, và giá của Bitcoin sau đó cũng có một cột tăng mạnh từ mức $5,385 lên mức là $13,000 chỉ trong khoảng thời gian là 60 ngày. Chính vì vậy mà hiện tượng Golden Cross xảy ra đối với Bitcoin vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, rất có nhiều người đã tin tưởng rằng đây là dấu hiệu cho một cái chu trình tăng trưởng mới. Đặc biệt là chỉ còn 3 tháng nữa là Bitcoin sẽ có cái đợt halving. Và rất là nhiều chuyên gia đã đưa ra định lạc quan cho cái đợt Golden Cross này của Bitcoin. Và không chỉ có Bitcoin xuất hiện cái Golden Cross mà một số những cái altcoin khác cũng xuất hiện cái Golden Cross. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem là cái tác động của điểm Golden Cross với một số những altcoin như thế nào. Thứ nhất là đối với ETH, thì lần đầu tiên đồng coin này diễn ra có cái hiện tượng Golden Cross là vào tháng 4 năm 2019. Trong khoảng thời gian 2 tháng sau đó, giá của ETH đã tăng khoảng 109% và đạt đỉnh ở mức là $365. Trước đó thì vào năm 2017, ETH cũng đã chứng kiến đường MA50 cắt đường MA200 đi lên, và sau đó nằm trên đường MA200 trong hơn 12 tháng. Và trong suốt thời kỳ này, giá của ETH đã 6 lần nhảy vọt, và kết quả là đã đạt đỉnh ở mức $1,400 vào tháng 2 năm 2018, tương đương với mức tăng lên tới 11,000% so với thời điểm đầu năm 2017, khi mà giá của đồng coin này chỉ ở mức là $12. Và dựa trên những cơ sở này thì những nhà đầu tư ETH đang lạc quan rằng là cái đợt Golden Cross mới đây sẽ giúp ETH thoát khỏi trend giảm và tiếp tục có thể có cái ngưỡng cao hơn mức là $290 vào tuần tới. Tuy nhiên ETH thì chưa phải là đồng coin tăng trưởng ấn tượng nhất khi mà xuất hiện điểm Golden Cross. Danh hiệu này phải dành cho đồng coin Ripple, hay là viết tắt là XRP. Đồng coin có vốn hóa thứ 3 của thị trường vào năm 2017, chỉ trong vòng hơn 1 tháng đã xảy ra hiện tượng Golden Cross và giá của XRP đã tăng tới 4,000%. Bên cạnh những ví dụ điển hình như mình vừa đề cập thì hiện tượng Golden Cross cũng xảy ra với một số những đồng coin khác như là đồng Litecoin vào tháng 3 năm 2019. Đồng coin này cũng tăng trưởng 180% giá trị ở những tháng tiếp theo, hoặc những đồng coin như là đồng BCH vào thời điểm tháng 4 năm 2019 cũng diễn ra điểm Golden Cross và giá của nó sau đó thì cũng tăng lên 110%. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải có một số những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ này để mà chúng ta đưa vào phân tích.
Một điều mà mình luôn luôn chia sẻ với các bạn đó là trong phân tích kỹ thuật thì không bao giờ có một cái công cụ nào có thể chính xác 100%. Và trong lịch sử thì chúng ta cũng không ít lần chứng kiến hiện tượng Golden Cross xảy ra nhưng đi kèm với nó không có một đợt tăng trưởng nào cả. Quay trở lại cái đợt Golden Cross lịch sử của Bitcoin diễn ra vào cuối năm 2015. Ngay trước đó thì vào tháng 7 năm 2015 Bitcoin cũng đã từng xảy ra hiện tượng như vậy. Tuy nhiên chúng ta sớm nhận ra đó chỉ là một tín hiệu giả khi mà đường MA50 nhanh chóng đi xuống, cắt đường MA200 và tạo ra một điểm dead cross. Bên cạnh đó thì trong lịch sử chúng ta cũng không ít lần chứng kiến thời điểm xảy ra Golden Cross mà điểm MA50 cắt đường MA200 đi lên, tuy nhiên sau đó lại không dẫn tới bất cứ một sự tăng trưởng ấn tượng nào. Điều này xảy ra cả đối với Bitcoin và đối với cả Altcoin. Do đó các bạn chỉ nên sử dụng các thông tin trong lịch sử này với mục đích tham khảo, chứ không nên hoàn toàn tin tưởng là chúng ta sẽ lặp lại chu trình y hệt như cũ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể khẳng định rằng cái Golden Cross sau khi diễn ra thì nó sẽ có một cái sự tăng trưởng? Chúng ta có một số dấu hiệu như sau. Đầu tiên đó là đường MA50 phải cắt đường MA200 và sau đó hai đường này đi lên và trạc đồ thị phải nằm trên cả hai cái đồ thị này. Đó, đồng thời tín hiệu này sẽ tốt hơn khi mà khối lượng giao dịch tại cái thời điểm đó cao, chứng tỏ là các nhà đầu tư có cái đà hưng phấn rất là tốt trong cái thời điểm đó. Và ở thời điểm hiện tại thì Bitcoin cùng nhiều đồng coin top đầu khác đang xảy ra hiện tượng Golden Cross. Tuy nhiên là mình cho rằng là còn quá sớm để khẳng định 100% là chu kỳ tăng trưởng có diễn ra hay không. Ở điều này chúng ta phải cân nhắc thêm, bởi vì như mình đã chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ cần phải theo dõi xem là cái đồ thị giá của nó có nằm trên hai cái đường MA50 và nằm trên hai cái đường MA200 sau khi xuất hiện điểm Golden Cross hay không. Và nếu như nó nằm trên thì chúng ta cái phần trăm, cái xác suất xảy ra cái Golden Cross nó sẽ cao hơn. Và các bạn lưu ý là trong lịch sử thì khi mà điểm Golden Cross diễn ra và sau đó là cái chu trình tăng trưởng diễn ra thì hai cái đường MA50, đường MA200 nó sẽ phải cùng hướng lên trên thì chúng ta mới có được đủ những cái yếu tố để mà chúng ta có thể cho rằng là một cái đà tăng trưởng đã thực sự đi vào. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có 3 yếu tố tất cả. Thứ nhất đó là đồ thị giá phải nằm trên đường MA200. Thứ hai là điểm Golden Cross xuất hiện khi mà MA50 và MA200 cắt nhau. Và thứ ba là sau khi cắt nhau thì MA50 và MA200 sẽ có xu hướng là hướng lên trên và đồ thị giá vẫn sẽ phải nằm trên hai cái đường MA này. Thì chúng ta mới có thể cho rằng là một chu trình tăng trưởng giá thực sự mới được bắt đầu. Như vậy là chúng ta chỉ nên coi cái chỉ số Golden Cross và cái lịch sử của nó như là một tài liệu để chúng ta tham khảo, mặc dù là phần lớn khi mà xảy ra cái Golden Cross là chúng ta có một cái đà tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là cái thị trường hiện tại nó rất là khác so với cái thời điểm trong quá khứ, thế nên là chúng ta tránh cái việc FOMO và trong thời gian tới mình sẽ cố gắng là đưa ra những cái nhận định của mình để mà các bạn có thể tham khảo và đưa ra các kế hoạch cho các bạn. Thì trong cái video này mình chỉ muốn chia sẻ những cái thông tin như vậy và hy vọng là video sẽ hữu ích cho các bạn. Và nếu như các bạn cảm thấy video hay, hãy nhớ like và comment bên dưới cho mình biết. Và trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục là cập nhật, update những cái tình hình thị trường cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Và nếu như các bạn đang giao dịch Margin thì các bạn có thể tham khảo sàn giao dịch Snapix cũng như là tham khảo cái group Snapix Margin Signal của kênh của chúng ta. Hiện tại thì các admin đang support hoàn toàn free trên cái group này. Các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản ở cái đường link ở bên dưới và điền vào form thông tin của các bạn thì sẽ có các admin phụ trách, hỗ trợ và add các bạn vào nhóm.